Mở cửa ra. Cô đi với tôi. Trung tâm đơn vị số 9 đây, kẻ tình nghi đang chạy trốn trên chiếc Phaeton màu đen. Tới giờ diễn rồi, tôi chắc cô không muốn bỏ lỡ đâu. Ta sẽ tìm được ngươi, kể cả khi ngươi lẩn trốn sau cả trăm cái mặt nạ hề, ta sẽ tóm được ngươi. Đến giờ chết rồi con chó. Chuyện gì đang xảy ra? Đừng lo, mọi thứ đã được kiểm soát. Mày đã giết chị tao, Robert. Giờ hôm nay chúng ta sẽ tóm mày. Giờ là lúc chúng ta bắt con cá lớn.